Nhận định kèo Nga với Slovenia. 21 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2021, bảng H được đánh giá khá dễ thở khi không có mặt của những tên tuổi hàng đầu. Nhận định Nga với Slovenia, đây sẽ là cơ hội để gấu Nga mang về 3 điểm đầu tiên trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nga liên tiếp gặt hái thành công ở những giải đấu gần đây, bằng chứng là họ đã đoạt loạt vé dự Europa 2021 cách thuyết phục khi đứng thứ 2 ở Nations League nhóm B. Tuy nhiên, vòng đấu thuộc League B Nations League vừa qua ghi nhận, đội tuyển Nga đã chơi không mấy tệ nhưng lại phải trắng tay 5 bàn không gỡ trên sân của Serbia. Do vậy, Nga đang hướng tới chiến thắng ở vòng đấu này nhưng không vì thế mà thiếu đi sự cẩn trọng. Phía bên kia sân, Slovenia vẫn đang thể hiện một bộ mặt tương đối thiếu ấn tượng mùa này giải. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ thất bại trong chiến dịch vòng loại Euro do kém về hiệu số. Chuyến LAMD khách gần nhất của đội bóng này là trận cầm hòa Hy Lạp 0-0, dù không được đánh giá cao ở trận cầu sau đây. Tuy nhiên đội khách đang cho thấy sự tự tin khi bất bại cả 8 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Chắc chắn, họ sẽ không dễ gì để đội chủ nhà có được chiến thắng dễ dàng. Soi kèo và nhận định Nga với Slovenia, phong độ của đội chủ nhà thời gian gần đây là rất đáng tin cậy. Trong khi, Slovenia lại không thể hiện được nhiều ngoài đấu trường Nations League, đẳng cấp và phong độ đều chiếm ưu thế. 3 điểm là mục tiêu trong tầm tay của Nga. Kèo châu Á chọn Nga 0.75 trái. Những gì hai đội thể hiện thời gian gần đây khó nhiều hơn 2 bàn thắng. Xỉu là sự lựa chọn sáng suốt cho nhà đầu tư với tỷ lệ 2.25 trái.